Con thấy thực đơn lần này của chú rất là ổn. Như vậy thì mình sẽ ký hợp đồng để cho chú nối cho đoàn khách lần này. Mai Lan, em thấy sao? Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. Con sẽ gửi cho chú một bản lưu ý về những khách hàng nào có dị ứng với thịt bò hay là hải sản để chú cân đối thực đơn cho hợp lý nha chú. Được rồi, chú sẽ lưu ý vấn đề đó. Chú cảm ơn hai đứa đã tin tưởng giao cho chú cái hợp đồng này. Chú sẽ cố gắng hết sức để không làm cho khách và hai con thất vọng đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ con nghe mẹ. Nam à, Trang nó có qua đó tìm con không con? Dạ không. Ủa Trang không có nhà sao mẹ? Nó cãi nhau với bà nội rồi bỏ đi luôn rồi. Dạ dạ con hiểu rồi. Chú chú với Mai Lan bàn công việc nha. Con phải đi tìm Trang. Chắc là ở nhà có chuyện gì cho nên Trang bỏ đi rồi. Con đi nha chú. Sao vậy được? Chuyện quan trọng như vậy anh đi rồi ai giải quyết? Em làm được mà. Chú Minh là người nhà, em với chú cứ bàn công việc đi. Chú Minh, chú giúp con bàn công việc với Mai Lan nha. Được rồi, chú bàn bạc với Mai Lan, tổng kết lại rồi gửi cho con để con phê duyệt sau. Còn bây giờ lo cái chuyện này đi, chuyện này quan trọng hơn. Đi dạ, đi. Dạ, dạ. Đi chú. Được rồi, bây giờ trong hợp đồng á, con coi kỹ lại, có cái gì cần thêm bớt thì cứ nói với chú nha. Ba. Ủa sao về giờ này? Sao con không điện thoại cho ba? Bà đó. Sao ba dọn vậy đây? Ba không nói con tiếng nào hết vậy. Con phải qua hỏi tiếng thì tiếng mới nói là ba đã dọn về đây ở rồi. Ba về để ở cho thoải mái. Sao ba không ăn uống đàng hoàng vô mà ba ăn có mì gói không vậy? Trời ơi, bà ở con mình à. Ăn mì gói vậy á, cái nó gọn. Từ bún mắm ba nấu đem qua cho con á, ăn ngon nhất nách trong. Dạ nhức nách quá nên con muốn qua đây kiếm ba nè. Phải vậy thôi. Này nghe, cái món bún mắm á, ba nấu mà cho mẹ con ăn á, nhờ cái món đó mà ba cưa đổ mẹ con luôn à. Ăn riết mà ghiền mà, không thể nào mà bỏ ba được, lấy ba làm chồng luôn. Dữ vậy sao? Ừ. Hôm nào con thèm ăn món gì á, nói ba, ba nấu ba đem liền qua cho. Mai mốt thì con không biết. Nhưng mà con nghe cái mùi mì gói ba mới nấu đó, con chịu hết nổi rồi. Trời trời trời, có bầu ăn gì dữ vậy trời? Mới ăn tô bún mắm, bây giờ tự nhiên thành mì gói nữa hả? Con ăn cho hai người mà ba. Thôi được rồi, ngồi đó đi, ba đi nấu cho. Dạ. Ăn đi. Ngon quá ta. Thơm quá à. Đừng nóng nha con. Ngon quá ba ơi. Lâu lắm rồi con mới được ăn lại món mì hảo hạng của ba. Trang, con chào chú. Em làm anh lo quá. Sao em tắt máy vậy? Thôi mà, cho anh xin lỗi. Em đi về với anh được không? Em không về. Anh đi về đi. Em ở đây với ba. Lâu lâu, nếu anh nhớ con, anh có thể qua đây thăm con. Em tự lo được. Trời, vậy sao được em?
Nè 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 nè, ba không có biết chăm sóc bà bầu gì đâu nha. Tụi con có nhớ ba, cuối tuần hai đứa con về để thăm ba là được rồi, ba vui rồi. Ba, con có thai thôi chứ đâu phải là người già ốm yếu bệnh tật gì đâu mà cần người chăm sóc. Sao được con, con giờ bầu bì nè, ở đây hả mũi mòng tùm lum hết, nó ảnh hưởng đến đâu phải một mình đâu con. Bây giờ á, con không phải sống như một mình con nữa, mà là vì đứa bé trong bụng con nữa kìa. Bà nói đúng rồi đó, có gì á thì tụi mình bàn bạc với nhau, chứ em bỏ đi như vậy là không nên. Nè, chưa kể á, ở đây nè con nít nó la lối ồn ào lắm, rồi người lớn hút thuốc hả, ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé đó con. Đó, em nghe ba nói chưa? Đi về với anh em. Nghe lời ba, ở bển đi, lâu lâu về thăm ba, ba vui à. Vậy với anh em. Mặt chùa ủ hoài vậy? Mặt em chùa ủ vậy mới mốt sinh con ra chắc con anh mặt như ông già quá. Nè, anh đừng có bêu xấu con em đi chưa? Ừ, cũng là con anh chứ bộ. Nên là anh không muốn con anh xấu đâu đó. Chăm sự nhau em, vui lên. Sao? Em không muốn về nhà đâu. Em với gia đình của anh khác nhau lắm. Em không biết là em phải làm cái gì thì mới vừa lòng được bà nội nữa. Thôi mà, đừng nghĩ vậy. Nội thương em á, cho nên nội mới vậy thôi. Nội kỹ tính từ đó tới giờ mà, cho nên là bây giờ có chắc nội lo lắng vậy thôi, chứ đâu phải khó khăn gì em đâu. Nhưng mà em không muốn về nhà đâu. Vậy thì mình đi nơi khác. Đi đâu? Nơi tình yêu bắt đầu. Muốn biết không? Hùng tôi cái được chở đi. Không. Hùng cái đi chở đi. Không. Đi mà. Không. Đi mà. Thank you.